Rồi, hôm nay nhà Andy đi lên một cái chợ này, nó mới mở. Chợ KD Supermarket này cũng mở, nó sale đồ cũng nhiều lắm. Ở đây nó cũng có nhiều cái chọn lựa để cho mình mua đồ, mua đạc dữ lắm. Mắm hồi trước có 99 xem, bây giờ là 2.99 rồi nè. Rồi hôm nay sinh nhật nè. Đó, đi mới đi câu về nè. À, đây sống rồi. Lobster với lại cua. Đó, nó yếu rồi, nãy giờ bỏ ngoài nắng á. Đó. Đây là cho xin ngày mấy anh chị với mẹ mua ngày birthday, tổ chức ngày birthday mọi người ăn chung cho nó vui nè. Quay phần trình bày thôi, còn chút nữa ăn đang coi YouTube của anh đi quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thật là ngon á.